Kính chào quý vị và các bạn. Số người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tại Bắc Mê, Hà Giang tiếp tục tăng lên. Tính đến chiều ngày hôm nay thì đã có 11 người thiệt mạng và vẫn còn một người mất tích. Không chỉ Hà Giang mà vùng núi Bắc Bộ vẫn sẽ có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất đá do mưa liên tục hơn 10 ngày nay. Và dự báo là đêm nay thì lại tiếp tục có mưa từ khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái sang Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Trong đó có những nơi mưa to đến rất to, lượng mưa có thể là trên 80 mm. Từ đêm mai đến đầu tuần sau thì cảnh báo mưa lớn có khả năng sẽ mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ cũng như là từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi và cảnh báo là có những nơi mưa to trên 200 mm. Nguy cơ cao xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ ở những vùng trũng thấp, các khu đô thị, ngoài ra thì lũ quét và sạt lở đất cũng có thể xảy ra ở vùng núi. Trước mắt thì trong trưa và chiều mai, Bắc Bộ vẫn có nắng mây đan xen, không khí oi bức với nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố của khu vực này dao động trong khoảng là từ 31 đến 35 độ C. Trung Bộ ngày mai nắng nóng giảm dần, nhiệt độ ở các thành phố từ Thanh Hóa đến Huế là 32 đến 34 độ C, còn Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết thì phổ biến là từ 31 đến 35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh thì sẽ tiếp tục gây mưa nhiều vào buổi chiều cho đến tối mai và trong đó có những nơi mưa to đến rất to. Quý vị cần phải đề phòng với hiện tượng sạt lở đất đá ở vùng núi của Tây Nguyên, hiện tượng ngập úng cục bộ tại những vùng trũng thấp, các khu đô thị của Nam Bộ. Ở trên biển Đông thì vừa hình thành một vùng áp thấp và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày mai, 14 tháng 7 thì áp thấp nhiệt đới sẽ nằm ở trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa, cường độ là cấp 6 giật cấp 8. Sau đó đến 13 giờ ngày mai thì có thể sẽ mạnh lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 9. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới đó là phía Bắc của vĩ tuyến 11,5 độ Bắc và từ kinh tuyến 109,5 cho đến 116,5 độ Đông. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.